phòng của em nó thiết kế như phòng xe mà. Thôi vậy. Không được, người ta nó đã thiệt thòi rồi. Mà từ khi nó có bạn thì nó lại cảm thấy nó đầy đủ hơn, nó tốt hơn thành ra. Ví dụ bạn hay nói em là họ đi quán cà phê đồ này kia mà vào nhà vệ sinh người ta tắm á. Ủa em có luôn hả? Có luôn. Tại vì á, bạn cảm thấy nóng nực nên bạn vào. Nực quá. Kiểu cà phê ngoài trời vậy nè, không có máy lạnh nó nực. Xong rồi kiểu em thấy người ta vô nhà vệ sinh, ví dụ mấy cái chị mà mặc quần đùi đi, mấy chị rửa chân tay, rửa mặt là rửa hết gần 80% cơ thể rồi, thì bây giờ em thêm còn cái 20% này, có chút xíu hoa thì thôi mình cười mình tắm luôn. Xong rồi kệ hoài luôn. Tính bạn bê than thẳng thắn ghê luôn. Nó sôi động quá mức, nó giống như kiểu là một trẻ trâu á. Nhưng mà con bệnh quá. Không phải em không bệnh, dễ thương. Chào mừng quý vị khán giả một lần nữa đến với chương trình Real Life. Và bây giờ thì Tuân đang đứng ở Vĩnh Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Trời thì hơi mưa lất phất rồi. Và Tuân đến đây để cùng gặp gỡ một cặp đôi trong cộng đồng LGBT. Họ đang ở cùng với gia đình. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau vào nhà và hỏi thăm họ nhé. Xin mời mọi người. Chào em, anh đến từ chương trình Real Life. Hôm nay anh đến để thăm gia đình của mình. Anh cứ phép vào nhé. Chào cô, chào hai em. Hôm nay bọn cháu đến từ chương trình Real Life á. Hình như cháu nhớ cô có từng tham gia chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu rồi phải không ạ? Đúng rồi. Em tên là Nguyễn Thị Tâm, năm nay em 50 tuổi. Em ở Vĩnh Cửu, Đồng Nai ạ. Mình đang làm công việc gì? Em buôn bán hàng tạp hóa tại nhà. Đây là dâu. Dạ. Đây là dâu. Dạ. Con chào chú Quyền Linh, chị Lê Lộc với cả tất cả các quý vị khán giả đang xem tại chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Con tên là Hoài, con ở Quảng Bình. Con làm dâu của mẹ cũng được 2 năm rưỡi rồi. Sau khi tham gia xong thì mình cảm thấy mình có thoải mái hơn trong suy nghĩ của mình nhiều không ạ? Thoải mái rồi, con nó cũng được thoải mái nữa. Dạ. Nhiều khi nó có một cái gì đó nó không có... Nó không có chia sẻ được á. Nó gò bó trong một cái phạm vi nào đó thì con nó không được thoải mái. Bây giờ thì cả hai với lại hai gia đình cũng từ hôm mà lên đến giờ hai gia đình cũng vui vẻ qua lại. Là mình ở trong nhà này là bao nhiêu người ở trong đây hả cô? Cô chú với lại hai em đây với lại em út nữa. Còn chị gái lớn là có gia đình rồi. Là 5 người ở trong nhà như thế này. Là mình kinh doanh tạp hóa như thế này lâu chưa cô? Lâu rồi. Từ ngày cho cô Chi có gia đình đến giờ hơn 30 năm rồi. Rồi con dâu có giúp được mình nhiều không cô? Dâu thì cũng mới thôi. Bình thường em đi làm em mới về được 2 ngày đấy. Rồi em có học việc được để giúp đỡ mẹ này nọ các thứ không? Dạ có. Dạ có. Dạ thì bán hàng dễ mà. Trông em có vẻ cũng lanh hả cô? Dễ tiếp chuyện với khách. Khách rồi cũng quý. Giờ cô có cảm nghĩ gì về con dâu của mình không? Thế em thì cũng ngoan, thì cũng có chia sẻ chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu rồi đấy. Rồi sau một thời gian mà hai em về ở với nhau rồi á, thì cô cảm thấy an tâm về chuyện tình cảm của hai em không cô? Thì mẹ thì cũng thấy hiện tại giờ thì hai đứa cũng 2-3 năm rồi mà cũng thấy ổn. Chửi qua chửi lại gọi là chị vui thôi chứ còn không bao giờ chửi thật. Mà có việc gì thì gọi mẹ mang vốn, là con dâu gọi mẹ mang vốn. Cao tay anh, cao tay. Thành ra nó không có lý do gì để nói hết trơn. Con kia nói trước mẹ chửi rồi, thành ra nó đâu có cái gì để mà nó cãi nhau nữa đâu. Cô có còn băn khoăn gì ở thời điểm này không? Cũng mong em là có một cái ngày nào đó hai đứa làm một cái lễ gì đó ra mắt họ hàng với lại hai bên á. Thì em nó bảo mẹ cứ để con từ từ. Cũng mong lắm, mong đến ngày đó lắm. Giờ em ở đây em có giúp đỡ mẹ nhiều, giúp đỡ gia đình nhiều không? Để mẹ với chồng em trả lời. Sao vậy? Bạn 10 giờ bạn mới dạy cơm. Câu trả lời ngắn gọn nhưng mà dạ. Có nhiều ý nghĩa dạ. Lắm nè. Nấu ăn bạn cũng chẳng biết nấu, mẹ không dám nhờ bạn cái gì cả. Bạn chỉ có lặt rau thì bạn biết, hoặc là bán hàng thì lâu lâu bạn vui bạn bán, còn không thì bạn ngồi bạn chơi game. Mà mẹ em dễ, không có la gì hết á. Ủa chơi game cho cái tính bạn vô tư như vậy chứ không phải bạn lười. Nhưng mà khi mà bạn ý thức được
thấy mọi người làm nhiều quá mà bạn không làm thì cũng kỳ, thì bạn mới bắt đầu làm. Sao không? Sao mới mở giả mới mở. Em giả vờ vô tư đúng không? Dạ không. Để em được cười đúng không? Đâu có đâu anh, em cũng hay phụ việc nhà mà. Nhưng mà do chồng em nó làm hết rồi bộ. Em làm hết luôn hả? Dạ. Do bạn làm tính mà em hơi khó trong cái việc mà phải dơ nhà hay là đồ sắp xếp không có theo ý thứ tự á. Riêng cái việc giặt dẻ thôi bạn cũng không biết giặt. Giặt mẹ không có hài lòng, toàn là phải sai đi giặt lại giặt thôi. Giặt cái rẻ thôi hả? Nhưng dẻ trong nhà mẹ phải chia ra rất là nhiều loại dẻ. Dẻ lau tay, dẻ lau bàn ghế, dẻ lau nhà các thứ nhiều lắm. Và giặt giặt phải phơi theo từng vị trí đúng của nó. Nói chung mà giặt bạn thì hơi ngăn nắp một xíu. Có vài chục cái dẻ anh, ít lắm chứ. Toàn phải đi làm lại nên là thôi làm luôn cho rồi. Cái công việc nó cũng không có nặng nữa, thôi mình làm cho con á. Rồi công việc giỏi nhất mà con dâu làm là gì hả? Gói quà. Ngày Tết thì phụ gói quà, bán hàng, chào đón khách. Ok. Cô cho cháu hỏi là khi có một người con là người chuyển giới nam và cô con dâu, thì cô có chịu nhiều cái định kiến về xã hội hay là họ hàng của mình? Hồi đầu thì cũng có đấy, nhiều ấy. Nhiều khi con đi ra ngoài rồi người ta nhìn ngó, nhưng mà giờ cũng quen dần đi. Rồi cô công bố lên vừa rồi á, họ đến họ chúc mừng nữa. Vừa rồi mẹ chồng nàng dâu á, rồi mình đi xong rồi khách hàng họ tới họ chúc mừng. Nói chung bây giờ mình cứ công bố như vậy thì nó sẽ ấy hơn, cô thấy nó thoải mái hơn. Trước khi mà mình tham gia chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu á, cô có bị băn khoăn nhiều không ạ? Cô có bị lo lắng nhiều không? Cũng lo. Lúc mà con mới nói với mẹ, lúc đó em còn đi học năm 2 á, là nhà rất là lo, sợ điều tiếng nữa, rồi họ hàng nữa, khó lắm. Ít có ra ngoài á, cứ mở lên chú coi chương trình này chương trình kia, chú cũng thích lắm. Dạ. Nó cũng hơi thoáng hơn. Xong rồi mẹ con đi đăng ký về cũng mở cho anh coi. Bây giờ thì chú thoáng rồi, còn họ hàng thì họ cũng quý. Với nhiều cái băn khoăn như vậy á, thì cái động lực nào làm cho cô quyết định tham gia vào chương trình khi mà mình phải nói tất cả mọi thứ lên sóng truyền hình như vậy? Một là chia sẻ công việc, cái chuyện của hai cháu, hai là cũng tội nghiệp con lắm. Mẹ con muốn mặc đồ cô dâu quá. Lên cho con nó có rồi nó biết với người ta, rồi khi nào mình có tổ chức cho con được thì tốt hơn. Cái điều lo lắng lớn nhất của cô là gì ạ? Hồi đầu thì cũng sợ con ra ngoài được thiệt thòi, rồi bị người này xem thường, người kia xem thường. Nhưng mà con thì tự tin lắm. Rồi từ khi có Hoài về đến giờ thì hai đứa làm cho mẹ còn yên tâm hơn, gia đình vui vẻ hơn, lúc nào cũng có tiếng cười hết á. Thành ra con nghĩ không có cái gì mà mình phải nghĩ sâu xa hơn nữa, như thế là gia đình hạnh phúc lắm rồi. Vui vẻ lắm rồi. Chỉ mong con nó ở bên nhau như thế này mãi mãi thôi. Con nghĩ bây giờ mọi người cởi mở lắm rồi. Chỉ là con dâu của mình hơi lười chút xíu. Mà nói thôi biết nghe. Nhiều khi biết mẹ giận cái hỏi tới vậy đó. Mẹ làm gì con làm cho, để đây là nó lại làm tới vậy đó. Tối lên đây lại đấm lưng nhà làm vậy đó. Cho anh hỏi em là cái đợt mà mẹ chồng nàng dâu là em thuyết phục mẹ đi tham gia hả? Mẹ em tự đăng ký. Cả hai mẹ con. Mẹ thuyết phục con đi. Ban nãy mẹ con nói là mẹ thích cho em mặc váy cô dâu. Em nói với mẹ là em thích mặc váy cô dâu rồi, nói lâu lắm rồi. Và mẹ để ý, mẹ nhớ. Mẹ nhớ đó. Dạ. Xong rồi thấy người ta mặc đó đẹp đẹp, xong rồi kêu cũng thích lên để chia sẻ chuyện của hai đứa. Ý của mẹ là mẹ quan trọng là muốn để những cái người khác có cái hoàn cảnh giống như gia đình em á, là người ta cởi mở hơn, để họ. Trời ơi, mẹ thương quá Không, mẹ thương con dâu thật á. Đôi khi cô có thấy bé bị hơi thiệt thòi không ạ? Trước là con này nè, nó khi mà nó chuyển qua mà nó về nó báo á, thì cô thấy con nó không bằng người ta. Nó không được như người ta, nó đã thiệt thòi rồi. Mà từ khi nó có bạn thì nó lại cảm thấy nó đầy đủ hơn, nó tốt hơn thành ra. Em là người cùng với mẹ bước qua rất là nhiều cái cột mốc trong cuộc sống của mình á, thì em có thấy mẹ đã vì em mà chịu thiệt thòi không? Có bao giờ em cảm thấy cái đấy không? Cũng có rất là nhiều, nhưng mà thật sự là trước khi mà gọi quen Hoài á, mẹ em là một người không thích những người giới tính thứ ba. Em bị bắt luôn là phải mặc áo dài, mà em cảm thấy không thích điều đó. Nhưng mà sau khi gặp bạn xong, bạn giống như là bạn mở men hơn cho mẹ, để mẹ chấp nhận nhiều hơn. Nên lúc đó em mới cảm thấy là em dễ dàng hơn trong cái quá trình mà tìm lại cái bản thân quen.
anh đoán thôi nhá. Có trước kia không hẳn là mẹ không thích đâu, nhưng mẹ sợ em khi mà em như vậy thì em sẽ thiệt thòi á, em sẽ khó tìm được một cái người đồng hành với mình á. Nhưng mà khi mà mẹ thấy Hoài rồi thì mẹ lại an tâm hơn. Đúng rồi. Chia bớt cái gánh nặng, hay chia bớt, chia sẻ bớt cái nỗi lo âu của mình. Cũng hẳn là cô không thích. Đại học cấp 3 là cái cá tính của em là biết, mẹ biết rồi, mẹ biết từ lâu. Nhưng mà có điều là nói thì nó bảo là con không phải vậy đâu mẹ, con chỉ cá tính thôi. Trời ơi, lúc đấy lúc bé là ai không trời đấy. Sợ lắm. Chỉ cá tính thôi. Sợ lắm. Cô giáo cũng có nhắc nhở, kêu là chị ơi, chị hướng cho cháu đi một cái hướng nữ tính, này. Nữ tính hơn. Cô có suy tính về chuyện con cái của hai có. Em? Có. Mẹ nói hoài, mẹ kêu là cứ ổn định đó, rồi là tổ chức một bữa tiệc gì đó, hai họ rồi là xin con nuôi. À, xin con nuôi, nhưng mà hai bạn này kêu thôi, con sợ con lắm. Rồi bây giờ xác một đứa về là cô nuôi thêm một đứa con nữa cho hai em luôn đó. Cho nó có bạn sau này á. Nhưng mà tại sao suy nghĩ của bọn em lại là xin con nuôi? Nó là mẹ hướng nhá. Mẹ đó là nhiều cái hoàn cảnh rất là tội nghiệp, rất là thương. Các bé đó, mình như kiểu mình cung mang được một bé nào đó, mình cũng làm phước được một phần nào đó. Phòng của nó thì đặc biệt lắm thì thôi. Có đặc biệt sao? Cô có thể kiểu tiết lộ một tí về điều đặc biệt. Phòng của em nó thiết kế như phòng xe mà. Thôi vậy. Do bọn em thích mấy cái đèn mà đèn chớp giống như... Đèn rồi... Không phải là đấy đâu. Cà phê đèn hơi mờ đó. Giống như mấy cái phòng decor ở trên Đà Lạt á. Màn rồi các thứ, rồi nói chung phòng em hơi đặc biệt. Dạ với cháu, cảm ơn cô tại vì cô chia sẻ những câu chuyện đó cho cháu. Bây giờ thì cháu xin phép mượn hai em đi ra một cái chỗ đấy để cháu trao đổi một số câu chuyện riêng. Rồi, đến bàn rồi. Hai ngồi bên kia nhé. Vô. Ban nãy thấy mẹ em có vẻ xúc động quá nên anh lôi hai vợ chồng ra đây để hỏi về câu chuyện come out của hai bạn á. Bây giờ câu chuyện của từng người nhé. Đây để chồng em nói trước. Trước khi mà quen bạn á thì có một khoảng thời gian em phải sống với một cái con người mà không phải là em. Là với ngoại hình nữ tính. Dạ đúng rồi, lúc đó là vẫn để tóc dài. Lúc quen bạn em á thì được tầm khoảng một năm hơn, bắt đầu lúc đó em mới cắt tóc. Sau đó mới đi tiêm tia. Trước khi em quen Hoài á là em vẫn nữ tính. Dạ đúng rồi. Sau em đem cái ngoại hình hơi nữ tính đó em quen với Hoài. Dạ. Em có cảm giác lạ khi mà người yêu của em từ một người như thế này sang hẳn một người như khác không? Em thích hồi xưa hơn. Em thích hồi xưa hơn, tại sao em? Tại vì hồi xưa bạn bi lắm. Cái lúc mình gặp bạn em thích. Da lúc đó vẫn còn rất là trắng. Trắng à. Căng mọng. Bây giờ tiêm tia xong nó kiểu như bức bối giới nên là mụn rất là nhiều. Nhưng mà cũng bây giờ cũng đã đỡ một phần nào. Em không ao với gia đình em như thế nào? Phải nhờ bạn Hoài thì em mới dám bước ra ánh sáng. Giống như là Hoài là một cái thế giới khác vậy. Mà nó làm cho cái thế giới của em nó bớt tẻ nhạt đi, nó nhộn nhịp hơn. Nhìn Hoài là thấy nhộn nhịp hơn. Nhiều chuyện đó. Nhiều chuyện. Lúc mà quen bạn, bạn ủng hộ cho em nhiều thứ. Rồi lúc trước em không có đi xăm, em rất là sợ xăm. Bạn sợ cũng... kim hay là sợ cái hình dạ, xăm? Dạ sợ kim, sợ chích. Nhưng mà bạn thích. Bạn rủ em đi xăm chung. Hình xăm đâu, hình xăm đầu tiên của em. À. Xong rồi bạn á ủng hộ làm những cái thứ mà trước giờ em không có nghĩ là em dám làm. Thí dụ nè. Em cắt tóc luôn, tóc lúc trước em rất là dài. Không nhuộm gì hết rồi. Tóc để xuống lại giống như mẹ vậy. Mẹ thích em trở thành một người giống như mẹ. Em cắt tóc đi giống như là cắt đi một cái gì đó rất là quý đối với mẹ. Nó rất quý với mẹ. Đến bây giờ là cái lọn tóc đó mẹ vẫn còn giữ. Dài đến lưng luôn. Cái ngày em cắt tóc em không dám gọi về. Lúc đấy là hai mẹ con ở xa nhau hay sao? Dạ đúng rồi, lúc đó là em đang học năm 2. Em trốn trên Sài Gòn luôn. Được một khoảng thời gian thì có anh rể thì anh sống mở hơn á. Và anh giống như cầu nối với anh về nói chuyện với mẹ là bọn em sống ở trên đó như vậy. Nhưng mà cái đó là cái giới tính của em trước giờ. Như nói như vậy, nó định hình như vậy rồi. Chứ không phải là em muốn như thế. Rồi cái cảm giác của em khi em mới cắt tóc nó như thế nào chưa? Lúc mà chưa cắt đó thì vô cảm thấy là mình sợ sệt nhiều lắm. Nó mang rất là nhiều nỗi sợ luôn. Nhưng mà khi mà cắt đi rồi giống như là em trút đi một cái gánh nặng vậy. Nó rất là lớn. Áp lực của ba mẹ đặt lên rồi áp lực của định kiến xã hội, bạn bè suy nghĩ của mình sao em cắt cái mái tóc đó đi, để giống như kiểu là em không quan tâm những cái thứ đó nữa. Lúc đó em chỉ biết cần biết là nhìn thấy trong gương đây mới là em.
Và sau đấy em cảm giác là em được sống vì mình nhiều hơn rất nhiều đúng không? Dạ đúng rồi. Cái khoảng thời gian đó mới đúng thực sự là em đang sống cho cuộc đời của em. Em nhớ ngày đầu tiên khi em về nhà với lại cái mái tóc ngắn không? Lúc đó thì ba nhìn nhiều lắm. Ba mặc dù ba không có nói nhưng ba không thích. Mẹ cũng cảm thấy mẹ không thích mà. Câu đầu tiên mẹ hỏi là tóc đâu rồi? Em gói bỏ trong cái hộp, bây giờ mẹ vẫn còn giữ. Còn với gia đình em, làm sao để em come out với gia đình của em? Khi mà em quen Dương được một năm á, em dẫn Dương về nhà em chơi một lần. Xong rồi lần thứ hai về á thì mới phát hiện. Làm sao phát hiện được em? Cái đợt đấy là bọn em bảo lưu lại kết quả học. Để tại vì gia đình bạn cần bạn về để sang Lào, nhà bạn buôn bánh gỗ. Cái khoảng cách địa lý nó quá xa đi, hình như một tháng hơn á. Bạn nhớ lắm rồi. Rồi từ Quảng Bình lại bắt xe chạy qua bên Lào. Lúc mà bạn gặp em á, ba bạn chạy xe hơi chạy ra. Mà cái thái độ của bạn, bạn mừng ra mặt luôn. Mừng là đúng, mừng đúng, 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 đúng rồi đó. Cái lúc đó ba bạn hơi nghi nghi. Đúng rồi. Mà ba bạn là một người rất là gia trưởng. Tại sao em quen với Dương rồi mà em vẫn quyết định đi xa như vậy để làm việc? Thì bây giờ gia đình cần mình thì mình phải làm, mới về nhà làm, dạ. Rồi trước đó em có nói với Dương về cái dự định chứ, đó? Có, có. Lúc đó là bà hoài bảo lưu trước thôi. Em vẫn đi học. Cái lúc sau là cảm thấy là thiếu không được. Tại vì quen thời điểm đó là quen đã được 2 năm rồi mà không có một khoảng thời gian nào bọn em xa nhau quá 24 tiếng. Không sao, một ngày luôn đó. Lúc nào cũng dính nhau vậy đó, ghiền hơi á anh. Từ lúc mà có quen nhau là không đi chơi với một người bạn nào luôn. Không phải là không có bạn mà là không có muốn một mối quan hệ nào, là dành mất cái thời gian của hai đứa. Bởi bạn đi như vậy em cảm thấy là đúng rồi, khó chịu, thiếu lắm, cảm giác rất là thiếu. Bạn thấy bạn đi được một tuần sau em làm passport em đi luôn. Rồi sau cái buổi mà bố của Hoài phát hiện ra thì bố có nói gì với em? Chú vẫn rất là bình thường, nhưng mà sau khi em về lại vào trong Nam rồi thì có đặt vấn đề ra hỏi với Hoài. Tại vì trong cái khoảng thời gian đó là cứ đi từ Lào về Việt, Việt về Lào, tại vì chở gỗ nhiều quá. Hoài làm thì có bạn có tích được một cái khoản vốn nho nhỏ, cái khoản lương của Hoài với lại cái khoản tiết kiệm của em là mở ra một cái quán trà sữa nhỏ ở dưới quê của Hoài á, gần chợ, mà cái khu chợ đó nó hơi sân si nhiều lắm. Hơi sân si mà sân si nhiều lắm. Ở miền Trung mà lúc đó là em cắt tóc rồi nhưng mà giọng vẫn rất là nữ tính. Chưa tiêm. Lúc đó chưa tiêm nhỏ. Rồi da trắng nó ở trong Nam thì da trắng như mà ở ngoài đó nhìn một người mà cắt tóc giọng nữ mà da trắng như vậy đi ra ngoài á, người ta nhìn nhiều lắm. Người ta sẽ hỏi luôn giới tính thứ ba, người ta sẽ không nói một cái câu mà dễ dàng vậy đâu, có phải đồng tính luyến ái không? Bà của Hoài hỏi thẳng luôn. Với lại khi mà ra chợ bọn em đi với nhau á, cần phải có một cái khoảng cách á, chứ không phải người ta nhìn nhiều. Nhưng mà người ta vẫn nói. Sau cái khoảng thời gian mà đi lại nhiều như vậy á, người ở trong vùng á, người ta nói nhiều đến tai của ba Hoài, đến tai của gia đình Hoài nữa. Cá nhân em đâu có thấy cái đó là một vấn đề lớn đâu đúng không Hoài? Với tính cách của em. Lớn chứ, bạn bỏ nhà bạn theo vào đây luôn mà. Rồi đến bây giờ gia đình của em như thế nào? Rồi sau cái buổi tham gia mẹ chồng nàng dâu đấy. Ở quê em thì cũng nhiều người, người ta cũng ủng hộ, người ta cũng bạn em á, cũng nhắn tin, trời quá trời luôn, nhắn tin mà nổ máy luôn, cháy máy luôn. Trời ơi, em rep không kịp luôn á, nhưng mà mình vui á, dành cả ngày để rep tin nhắn với bạn luôn. Quay lại cái quán trà sữa đây đi. Nó làm hai quán luôn. Hai quán luôn, ngoài kia một quán, người ta nói nhiều quá, không Sài Gòn. Dạ, xong rồi vô Sài Gòn mở thêm quán. Nó không thành công hả em? Quán đầu tiên là... Phát hiện đó, ba mẹ phát hiện, nó sợ chạy cuốn rồi vào trong đấy. À. Em trốn nhà luôn á, đẻ sim luôn. Là khi em trốn vào đây là mình mở quán trà sữa nữa. Nhưng mà lý do vì sao mình phải đóng cửa nó em? Cái mặt bằng nó không có được đẹp lắm. Tại bọn em lúc đó phải đi vay mượn á. Một cái phần vốn của bọn em làm là để dồn hết vào cho Quảng Bình rồi. Nên là khi mà vào đây á, vẫn muốn làm. Bạn rất là thích kinh doanh, nên là bọn em có vay á, sau đó đi làm, nhưng mà cái khoản tiền vay đó nó không đủ để kiếm một cái mặt bằng đẹp. Nhưng mà bọn em bán chủ yếu là bán đi ship thôi à. Nó chỉ có đủ tiền trang trải mặt bằng và tiền sinh hoạt của bọn em hàng tháng thôi. Làm như vậy thì tốn thời gian thôi. Đúng rồi. Rồi sau đấy là bọn em đi làm. Dạ. Làm ở công ty. Em làm nhân viên livestream. Nhân viên livestream? Livestream áo quần. Wow. Đến bây giờ vẫn làm? Không. Em làm một thời gian lương cũng không có đủ để sống, nên là thành ra sống ở Sài Gòn mà lương không đủ. Không phải là lương không đủ để sống, một tháng tính là bạn cũng gần 10 triệu hơn rồi. Mà cái khoảng thời gian đó mới có sinh viên năm 2 thì vẫn là cao. Nhưng mà bạn cảm thấy lúc đó bạn
muốn ý làm cái đó nhiều hơn. Em có khả năng để làm được có tiền cao hơn một tháng. Nên là em muốn chuyển công việc. Là em muốn có một cuộc sống sung túc hơn, vui vẻ hơn với lại Dương. Tại vì em muốn cố gắng khi mà mình còn có thể cố gắng được, để sau này mình đỡ phải cực khổ hơn. Sao bọn em biết được nhau không? Đi học đại học á, học đại học xong rồi học thể dục. Cùng chung một lớp học thể dục, ba lớp gộp lại, xong rồi học chung với nhau. Nhưng mà trước Dương á, là em quen với con trai hay sao? Dạ, một bạn trai thôi, một bạn duy nhất. Nhưng mà sau đó là Dương vẫn có ngoại hình là con gái mà. Dạ, thì... Nhưng mà nhìn vẫn yêu... Vẫn yêu luôn, nhìn phát yêu luôn. Em cũng không hiểu sao bạn yêu em vì em là em, chứ bạn cũng chẳng quan tâm em là người chuyển giới, là lesbian hay là bisexual. Yêu từ cái nhìn đầu tiên anh, mà không ngờ là lại sau này khi mà càng tiếp xúc thì lại càng thấy là đúng rồi đó. Rồi nói chung là mọi thứ đừng có... Em hiểu bạn, khó có người nào mà hiểu bạn giống như em, mà khó có người nào hiểu em giống như bạn. Hai đứa nhìn cùng chung một cái, biết nhau nghĩ gì luôn. Đi trên đường nhìn biết em nhìn cái gì luôn á. Em thích, biết bạn thích cái gì luôn. Em biết cái chu kỳ tháng của bạn đó là ngày nào. Rồi em mua chuẩn bị trước cho bạn hoàn toàn là những cái việc xung quanh của bạn phải là em chuẩn bị không mà. Mặc dù em mang tính bị động cho những cái lên kế hoạch đi chơi hay là lên kế hoạch làm cái việc gì đó, nhưng mà khi bạn lên kế hoạch là bạn muốn làm cái đó, là em sẽ chuẩn bị những cái thứ xung quanh là nên làm cái nào để bổ sung cho bạn. Em có vấp phải mấy cái việc phản đối của gia đình ngoài không? Ban đầu thì cũng có đó. Tại vì nhà bạn cũng có tiếng ở ngoài bạn Bình, bạn con cưng mà. Khi mà bạn vào như vậy thì không liên hệ được với bạn nữa. Gia đình bạn không gọi được cho bạn nữa. Bẻ sim đúng không? Em cũng vô bẻ hết, cắt hết luôn. Em nhớ lúc đó là đang trời mưa, tại vì em đã vào trước rồi, bạn vào sau. Nhốt bạn trong một cái căn nhà vậy đó. Tại vì nhà bạn có hai nhà, một nhà trên xưởng, một nhà ở dưới. Lúc đó bạn nó đang sốt chắc là 40 độ đó. Bạn sốt cao lắm, thời đó đang bão, bạn nó vẫn chạy trốn đi. Tay lái rất là yếu, tay lái rất yếu. Bạn chạy bằng từ đây mà chạy lên gần như là Biên Hòa, tầm khoảng một tiếng đồng hồ mới ra được cái chỗ để mà bắt xe từ Quảng Bình vào Nam. Trong túi bạn đó lúc đó còn 500 ngàn, mà tiền xe là 550. Lúc đó em sốt nữa, cái bác tài xế, bác thấy thương quá, thấy tội quá, cái bác giảm 50 nghìn luôn. Xong rồi vừa thuốc cho em còn thì ướt mềm, ướt hết. Tại vì lúc đó bị la nhiều quá, em sợ quá đấy. Bạn lúc đó bạn đang đang trong phòng, bạn gọi điện thoại về cho em. Em cũng không biết là tình hình gì. Không phải gọi điện thoại, em nhắn tin. Một là trốn vô, hai là em ở đây chia tay, giờ sao? Không biết chuyện gì đang xảy ra hết. Giờ thì yêu thì vô, thì em vô thôi. Là em không biết là Hoài đang phải đối mặt với những vậy, điều đó. Em bảo là thôi được, cứ vào đây đã xem sao. Vào em không biết là cái tình hình ở ngoài đó như thế nào, các bạn chạy vào thì bạn nói vậy. Rồi sau đấy làm sao em liên lạc lại với gia đình của em? Khi mà em trốn vô là làm trà sữa nè, xong rồi qua Livestream xong mới đến nhân viên văn phòng. Là thời gian đấy dài không em? Một năm hay? Một năm rưỡi hơn. Rồi, là sau đấy em mới liên lạc lại với gia đình. Đúng rồi, Tết em ở trong đây luôn. Sao mà bố mẹ con nói nhiều? Thì khóc chứ nói gì nữa, lúc đó là chỉ biết khóc thôi. Cái khoảng thời gian bạn mới chạy vào là bạn hoàn toàn cắt đứt liên lạc với gia đình bên đó. Nhưng mà mẹ bạn đó có số của mẹ em, bắt đầu gọi vào. Gọi vô. Là có bao nhiêu sự tức giận là mẹ bạn dồn chút lên. Hết lên mẹ em luôn. Mà mẹ em, anh đấy đó, mẹ em rất là mau nước mắt. Xúc động, dễ xúc động đó. Lúc đó mẹ em không nói được gì, chỉ có khóc. Lúc đấy chắc mẹ cũng khó khăn lắm á. Nhưng mà mẹ không đuổi bạn đi. Tại vì mẹ thương em á. Sau cái buổi nói chuyện giữa mẹ em với mẹ của Dương, sao mà mình hòa giải nó được? Hòa giải thì lúc đó mẹ xin mẹ luôn. Xin ra mẹ xong rồi nói điện thoại mẹ có vấn đề. Ý là mẹ lúc đó mẹ cũng muốn gọi lại, gọi ra cho mẹ em để xin lỗi rồi để nói rồi này kia. Tụi em không dám, cắt đứt liên lạc luôn. Rồi cuối cùng mẹ với chị cũng không biết em là ở đâu rồi làm gì. Nhưng rồi mà... làm sao mà cái mối quan hệ giữa hai gia đình nó đỡ căng thẳng hơn? Sau cái chương trình mẹ chồng nàng dâu, sau khi mà cô thấy mẹ em nói như vậy, cảm giác như là Hoài cũng có được một cái gia đình khác bao dung, yêu thương con mình cũng không kém gia đình thiệt của mình, nên là cô cũng cảm thấy an tâm phần nào. Rồi sau mấy năm sống chung đó, anh muốn hỏi về tật xấu của nhau đi. Phải lòi ra một vài cái gì đấy chứ. Em nhiều hơn cho nên cho Dương nói trước. Ok, cho Dương nói, chấp Dương nói trước. Em sợ chương trình mình không có đủ cái thời lượng để mà bạn nói xấu em. Tính bạn bê tha. Thẳng thắn ghê luôn. Cái kiểu là tiểu thư không biết làm gì đúng không? Không phải, bạn vẫn làm được những thứ người khác bên ngoài bạn làm được, nhưng mà bạn không làm cho tới. Và bạn hay bỏ ngang giữa chừng. Và bạn vô tư quá mức á. Nhắc bạn hoài bạn không nhớ. Đôi khi bạn ra đường bạn quên mang áo ngực luôn. Bạn không nhớ là mình có mặc áo ngực hay chưa. Tại hay mặc mấy cái áo kiểu
không cần phải mặc á. Cái vụ bạn hay nói em là ở đi quán cà phê đồ này kia mà vào nhà vệ sinh người ta tắm á. Ủa em có luôn hả? Có luôn. Tại vì á, bạn cảm thấy nóng nực nên bạn bạn nực, bạn nực quá. Kiểu cà phê ngoài trời vậy nè, không có máy lạnh nó nực. Xong rồi kiểu em thấy người ta vô nhà vệ sinh, ví dụ mấy cái chị mà mặc quần đùi đi, mấy chị rửa chân tay, rửa mặt là rửa hết gần 80% cơ thể rồi, thì bây giờ em thêm còn cái 20% này, có chút xíu hoa thì thôi mình cười mình tắm luôn. Xong rồi kệ hoài luôn. Sao em bá đạo dữ vậy? Đồ dơ của bạn bạn cũng không dặm thì để cho bạn dắt thôi. Đồ bạn cũng không thôi, bạn không biết là bạn không tự chủ phải làm cái gì hết á, và bạn luôn luôn quên đồ. Ví dụ như ngày hôm đó chỉ có việc đi làm thôi, nếu như em không chuẩn bị cho bạn mà để bạn chuẩn bị là kiểu gì cũng thiếu trước một sau. Tại vì kiểu ở nhà em là lúc nào cũng có người lo cho em vậy đúng không? Không, hồi xưa trời ơi em đi học em tự chủ hết á, em tự làm. Sao bây giờ sao vậy? Dạ thì tại vì có bạn thì có bạn rồi, thì bạn làm đi, em khỏi làm. Em làm cái khác. Bạn mang theo điện thoại, bạn mang theo cốc sạc, nhưng bạn quên mang theo dây sạc, bạn quên những cái vô lý đó. Có nhiều thời gian quan tâm em hơn. Tại như vậy em thấy phụ nữ bây giờ họ việc nhà việc đồ làm hết sai lầm, như vậy thì chồng sẽ vô tâm, nó thành thói quen, là sau này cái đó là việc phụ nữ gắn định trong đầu và con sẽ như vậy mà học theo đó. Cho nên là em để cho chồng thế sao hết. Sao còn gì nữa mà bạn trời ơi kẻ xấu tôi hết trơn, vô tư mà thế, kiểu là bạn không quan tâm người khác nghĩ gì về bạn luôn. Giống như đi vào một cái chỗ rất là đông người, bạn không quan tâm những người khác suy nghĩ gì về bạn hết. Bạn cứ la ló ông sòm, hoặc là đi với bạn lúc nào cũng phải bịt khẩu trang hết á. Nhất là đi ra ngoài đường, ngoài chạy xe ở những chỗ đông người á, bạn cứ dừng đèn đỏ là thích, lúc thích thì bạn hát, lúc thích thì bạn đứng lên reo như con điên vậy á. Vui mà. Cuộc sống của bạn này trước giờ là lúc nào cũng êm đềm, lúc nào cũng trong khuôn khổ như vậy. Em phải làm cái gì đó nó phải sôi động lên. Giống như lúc em quen bạn, bạn quen em là người tán bạn nha. Bạn quen em á là tại vì em là con người khác với thế giới của bạn bình thường. Cho nên là em mới càng phải như vậy nữa. Hôm ban đầu em né tránh chứ em không thích quen bạn. Thôi nha, đừng nói xạo nha. Không phải gu của em. Không, xạo. Nó sôi động quá mức, nó giống như kiểu là một trẻ trâu. Như một con bệnh quá. Không phải, không phải, em không bệnh. Dễ thương. Rồi bây giờ đỡ cho em. Không, bạn vẫn thế. Không đỡ. Nhưng mà cái đó không đến nỗi quá xấu, nên là em có thể chịu được. Với lại nếu như mà bạn mất đi cái đó thì không còn là bạn. Em cũng thấy vậy. Rồi bây giờ cho em kể về Dương. Không có gì xấu đâu. Em hay chê bạn già. Quá đáng hết. Em già hả? Đâu già đâu trẻ mà. Dạ. Nhưng nếu đi với em thì bạn già. Ai cũng nói vậy hết. Em đã rất là kiểu với tuổi thân á. Lúc mà em bị bệnh á, bạn lên chăm em xong rồi đút cho bạn em. Bạn mặc đồ rất là xòe xòe. Tóc mà bạn bồi xù hết trơn. Chú giường một bên chú nói trời ơi em giỏi quá, hiếu thảo quá, chơi đi chăm chị. Thôi tổn thương rồi. Lúc đó em đang bị ngộ độc hà đúng không? Lúc mà chưa có chương trình mẹ chồng nàng dâu á, thì khách vào á thấy bạn bán hàng với mẹ thì cứ tưởng bạn là em gái của mẹ. Em không hiểu. Còn ở nhà bạn ăn mặc như một thằng con trai. Ở nhà thôi. Đồ của em bạn thích mặc lắm. Bạn thích mặc những cái đồ như vậy và bạn không mặc áo ngực. Tí mở ba lỗ vậy nè. Vậy vậy nên bạn hay kêu em là người đàn ông lực lượng của bạn. À thảo nào. Là kiểu này là đã trưng diện rồi đó hả? Dạ. Lên chương trình rồi đó. Dạ, chương trình nó vậy giả tạo. Còn ngoài đời là mặc đồ nam mà anh ơi. Ủa nhưng mà cái này hợp với em mà, nhìn rất là đẹp mà. Nhưng mà mặc kia mới thoải mái vậy, khó chịu. Trời ơi. Rồi còn gì nữa không? Còn gì về Dương mà em không thích không? Hay cầu nhau dễ sợ luôn anh ơi, cực kỳ cầu nhau luôn. Rồi cái vụ mà để đèn sập sình ở trong phòng là ý kiến của ai? Không phải là đèn sập sình, đèn nó giống như vậy nè. Bạn em lấy từ những cái lúc trước mà bạn làm trà sữa. Bạn em lấy về. Nhưng mà đối với mẹ cái đó là đèn mờ. Đèn này kiểu lãng mạn mà. Rồi bây giờ về tình yêu của hai bạn, cuộc sống bây giờ đó, hai bạn còn mong muốn gì cho nó không? Em chỉ có mong là cái mối quan hệ của bọn em nó được dài lâu nhiều hơn. Tại vì hiện tại hoặc là trong quá khứ thực sự là có nhiều thứ nó cản trở bọn em nhiều. Và không ai tin bọn em có thể kéo dài với nhau cái mối quan hệ này được đến bây giờ. Dạ, anh chỉ muốn hỏi em là em có muốn được gia đình của Hoài yêu thương mình không? Dạ có. Anh nghĩ là mẹ của Hoài có thể sẽ xem được. Dạ. Thì Dương muốn gửi lời đến gia đình của Hoài không? Thì nhìn vào máy quay này. Thì con cũng rất là mong là thông qua chương trình là cô chú có thể nghe được cái tiếng nói của con, cái tiếng lòng của con. Cái khoảng thời gian con quen Hoài thì bọn con quen nhau rất là chân thành. Hai con tim mà đến với nhau chứ không phải là một cái
tình yêu mà theo mọi người nói là những cái giới tính thứ ba họ không thể nào bền lâu lại được với nhau. Hoài là một cô gái rất là năng động, con rất là quý Hoài. Bây giờ bọn con giống như là một phần của nhau vậy, không thể nào tách rời nhau được. Có thể là vì nhau mà bù đắp những cái mà chưa có hoàn hảo cho nhau. Rất là mong cô chú có thể chấp nhận con giống như là một người con trai thật là bình thường để có thể bảo vệ được cho Hoài. Con chắc chắn đây là một cái mối quan hệ mà bền chặt chứ không phải là một cái mối quan hệ qua đường hoặc là thoáng qua của những cái đứa con nít. Dạ, cảm ơn. Mình có cái khoảng không gian nói chuyện nãy giờ rồi, bây giờ mình lại quay về nhà để gặp mẹ đi. Cháu chào chú ạ. Hôm nay cháu đến dẫn khán giả đến để quay chương trình với gia đình mình ạ. Bây giờ xong rồi cháu xin phép cô chú cháu với lại đoàn đi về. Uống nước vậy? Dạ, ban nãy cháu uống nhiều lắm rồi. Uống hết nước nhà chú rồi đấy. Dạ, cảm ơn em. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.